Tiên tập viên Thu Phương kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, Bành Lệ Viện, tiếng hát máu được Đảng đặt trên đầu. Khi ông Tập Cận Bình cùng vợ đến nội bài, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin về chuyến thăm, đồng thời, rất nhiều tờ báo viết bài ca ngợi bà Bành Lệ Viện đệ nhất phu nhân của Trung Cộng. Đây là một người có nhiều ân oán với lịch sử dân tộc Việt Nam. Báo chí được chỉ đạo khai thác nhiều khía cạnh về bà, đặc biệt là về mặt tiểu sử giống như bà Bành Lệ Viện là một quan chức nhà nước của Việt Nam vậy. Bành Lệ Viên hát động viên tinh thần lính Trung Quốc trong trận đánh vị xuyên năm 1984. Nhiều nguyên thủ quốc gia khác sang thăm Việt Nam cùng với phu nhân, nhưng không có trường hợp nào, báo chí được chỉ đạo để ca tung. Như đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện, dường như Đảng Cộng sản Việt Nam đã quên rằng bà Bành từng cất lên tiếng hát thúc giục quân xâm lược Trung Quốc xả súng vào người Việt Nam. Cuộc chiến Việt Trung bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, với việc Đặng Tiểu Bình xua 60 vạn quân tràn vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc, tàn sát người dân Việt Nam. Đây là một cuộc chiến thảm khốc, quân tàu bị đẩy lùi sau một tháng bắn giết bừa bãi và tàn phá Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, mà còn kéo dài âm ỉ trong suốt hơn 12 năm dòng dã sau đó, với chiến trường ác liệt nhất là mặt trận vị xuyên trong thập niên 1980. Bà Bành Lệ Viện vợ ông Tập Cận Bình hiện nay vốn là một văn công của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Bà gia nhập quân đội sau khi quân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến xâm lược Việt Nam một năm. Khi đó bà Bành chỉ mới 18 tuổi, Bành Lệ Viện sinh ra ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô là con gái của một quan chức phụ trách văn hóa. Cho nên, bà Bành được xem như là một hạt giống đỏ trong chính quyền Cộng sản. Lý lịch đỏ cộng thêm ngoại hình dễ nhìn, đồng thời đem hết tài năng để phục vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp bà Bành trở thành nhân vật vua biết mặt. Chúa biết tên, một nhà phê bình âm nhạc Trung Quốc cho biết, có đến 90% bài hát của bà là ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nổi tiếng trong vai trò chiến sĩ văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến sĩ văn hóa bành lệ viện hát động viên quân Trung Quốc tại mặt trận Lão Sơn năm 1985. Nếu nói, những người lính cầm súng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc giai đoạn năm 1979 đến năm 1991 là những người dùng súng bắn vào Việt Nam, thì bà Bành là người dùng tiếng hát để thúc giục quân xâm lược Trung Quốc tấn công Việt Nam. Năm 1985, bà Bành đã hát động viên quân Trung Quốc tại mặt trận Lão Sơn. Ngoài ra, bà cũng từng hát động viên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn ngay sau vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989, giết chết hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Có thể nói, hát của bà Bành là một tiếng hát máu, trong đó có máu của người Việt và máu của chính người dân của bà, những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thảm sát tại Thiên An Môn. Bành Lệ Viện được bạn bè giới thiệu với Tập Cận Bình vào năm 1986, khi ông Tập đang giữ chức phó thị trưởng thành phố Cảng phía Đông Hạ Môn Phúc Kiến. Cặp đôi này kết hôn vào ngày 1 tháng 9 năm 1987. Và từ năm 2012, bà trở thành đệ nhất phu nhân sau khi ông tập lên nắm chức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếng hát bành lệ viện động viên quân đội thảm sát tại Thiên An Môn, tiếng hát của bà vấy máu chính người dân của bà. Việc đón tiếp ông tập theo nghi thức quốc gia và đón tiếp bà bành trong vai trò đệ nhất phu nhân là chuyện lễ nghi. Tuy nhiên, việc chỉ đạo cho báo chí tầng bốc bà bành lệ viện lại là chuyện khác đây là hành động chẳng khác nào nhận giặc làm cha của đảng cộng sản việt nam dường như đảng cộng sản việt nam quên rằng trong xương máu của những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược phương bắc và cả xương máu của những người dân vô tội bị kẻ thù thảm sát có sự góp phần của tiếng hát máu bành lệ viện cho đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám gọi quân Trung Quốc đã tấn công Việt Nam năm 1979 là quân xâm lược. đã vậy, thằng còn ca ngợi tiếng hát máu Bành lệ viện thì có thể nói Đảng Cộng sản mang bản chất của những kẻ bán nước cầu vinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời Báo .de với bản tin Bành lệ viện, tiếng hát máu được đảng đặt trên đầu. Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ở bãi cỏ Mây. Ngày 12 tháng 12, Hoa tiếng Việt có bài tại sao Trung Quốc, Philippines tranh giành một bãi cạn tí hon. Theo đó, ngày 11 tháng 12, Philippines mô tả hành động của các tàu Trung Quốc nhắm vào tàu Philippines đang trên đường làm nhiệm vụ tiếp tế ở biển Đông cuối tuần qua là một sự leo thang nghiêm trọng. Hoa cho biết, trong vụ đối đầu mới nhất, Manila cáo buộc các tàu tuần duyên và dân quân biển Trung Quốc liên tục bắn vòi rồng vào các tàu tiếp tế của họ và cố tình đâm vào một chiếc tàu khác gần bãi cỏ mây theo va trong những năm gần đây manila và bắc kinh vướng vào các cuộc đối đầu tại bãi cỏ mây khi trung quốc trở nên quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy các yêu sách hàng hải của mình gây lo ngại cho các bên tranh chấp và các quốc gia khác đang hoạt động ở biển đông bao gồm cả hoa kỳ mặc dù không phải là lần đầu tiên tàu tuần duyên trung quốc bắn vòi rồng vào tàu philippines nhưng va cho hay vụ việc mới nhất đã khiến một trong những tàu tiếp tế bị hư hỏng động cơ nghiêm trọng và phải kéo về cảng, khiến tàu này không thể hoàn thành nhiệm vụ, bài trên voa. Philippines thường xuyên tiếp tế thực phẩm và nước uống cho các binh sĩ Philippines đồn trú trên con tàu hải quân cũ kỵ BAP Sierra Madre. Con tàu được Manila cố tình neo đậu trên bãi cỏ mây vào năm 1999 để khẳng định quyền chủ quyền của mình đối với đảo San hô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vẫn theo voa, có mặt trên một chiếc tàu khác cũng bị bắn nước và đâm vào. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Romeo Bronner nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng, ông không bị thương và ông không tin Trung Quốc biết ông có mặt trên tàu. Nhưng Manila đã triệu tập đại sứ Bắc Kinh và đưa ra phản đối ngoại giao về hành động hung hăng của Trung Quốc, cho đó là mối đe dọa đối với hòa bình, trật tự và an ninh. Ngược lại, Hoa cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11 tháng 12 nói, họ đã gửi công hàm chính thức và phản đối mạnh mẽ phía Philippines về vụ va chạm mà họ đổ lỗi cho Manila. Hoa nhận xét. Những nỗ lực lập đi lập lại của Trung Quốc nhằm phong tỏa bãi cỏ mây, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines chưa đầy 200 hải lý, đã khiến bãi đá ngầm này trở thành điểm nóng cho xung đột giữa Manila và Bắc Kinh. Các quan chức Philippines và chuyên gia an ninh lo ngại Bắc Kinh đang âm mưu chiếm bãi cạn này và quân sự hóa nó, như đã làm với đá Vành Khăn, nằm cách bãi cạn này chỉ 40 km. Tàu tuần duyên Trung Quốc phun nước vào tàu tiếp tế của Philippines. Hoa dẫn lời ông Jonathan Malaya một quan chức cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines nói, bãi cạn này là một địa điểm phù hợp để đặt căn cứ quân sự và Trung Quốc có đủ tiền để biến nó thành căn cứ. Đó là lý do tại sao họ muốn nó. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Philippines kéo tàu đi, dựa trên điều họ nói là lời hứa của Manila, nhưng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phủ nhận sự tồn tại của hiệp ước đó. Ông nói, nếu có một thỏa thuận như vậy thì ông sẽ hủy bỏ nó. Hoa dẫn lời ông Jay Batumbocor một chuyên gia về luật hàng hải ở Manila, cho biết bãi cỏ mây không chỉ gần Philippines mà còn gần các tuyến đường biển đi qua eo biển Palawan, khiến bãi cạn này trở thành một phần mở rộng lý tưởng của đá vành khăn. Những cuộc đối đầu mới nhất có thể sẽ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ giữa Philippines và Bắc Kinh, nhưng va dẫn lời ông Justin Baquizo, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Phách Châu Á, cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hình thái tổng thể của mối quan hệ cấp cao Trung Quốc-Philippines vì rất nhiều hành động ăn miếng trả miếng về vấn đề Biển Đông chỉ xảy ra ở mức độ thấp. Trong khi đó, qua cho biết thêm, ông Marcos vẫn duy trì các cuộc đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc và bên lề hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế ở San Francisco vào tháng trước. Ông và Chủ tịch Tập đã gặp nhau để hoạch định các giải pháp tiến tới ở Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ở bãi cỏ mây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh youtube và facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, Thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.